año. Venga, está bien aquí. Đúng, nhiều chuyện quá đấy. Có này, cân biết cái gì, áng trước đi. Thì cũng phải có cân thì mới biết là bao nhiêu ạ. Tầm này khoảng tầm 50.000 thôi, đưa đây. Không được 50.000 đâu con. Cái gì, sao lại không được? Cả một đống giấy thế này mà. Tôi mua 6.000 một cân, tôi về tôi bán được 7.000 là tôi được có 1.000 một cân thôi. Thế bạn định thu mua bao nhiêu? Cái này tôi gửi cô 7.000. 7.000, cả một đống giấy như thế này á? Thôi bà không mua thì tôi bán người khác. Thôi, tôi gửi cô 10.000. Thôi được rồi, 10.000. Lấy nhanh đi. À, trong kia vẫn còn một ít kìa. Vâng, xin cô. Tí nhở? À, chắc là dọn xong rồi đấy. Không sao, mẹ còn sức khỏe mẹ làm được. Con cứ yên tâm, không phải lo cho mẹ. Nhưng mà thì mẹ đi làm này nó sót lắm. Mẹ biết sức khỏe mẹ đến đâu là mẹ sẽ làm đến đấy. Mẹ mệt là mẹ sẽ nghỉ, con cứ yên tâm. Chứ mẹ cứ ở nhà mãi cũng chán lắm con ạ. Ôi, mẹ nói thế thì con cũng chịu thua mẹ. À mẹ ơi, nhà bạn gái con ngay gần đây. Hay là mẹ vào ngồi uống cốc nước cho mát nhá. Thôi, cứ chung mẹ vào như này người yêu con chạy mất dép. Ơ, mẹ buồn cười thế nhở? Mẹ có biết không, bạn gái con á vừa ngoan vừa hiền vừa tốt bụng, mẹ không phải lo đâu. Thiếu gì lúc ra mắt, để lúc nào mẹ ra mắt phải đàng hoàng một tí con nhá. Vâng, tôi thấy cũng được. À, bây giờ con vào mang cơm cho bạn gái rồi con đi làm luôn mẹ nhá. Thôi con đi vào đi, để mẹ đi về nhá. Rồi, vâng, vâng. Đây, con dắt xe cho. Rồi, để thế cho mẹ. Vâng, vâng. Rồi. Đi cẩn thận nhá. Con đi đi. Con chào mẹ. Ừ, con đi đi nhá. Chắc là bà đầu nát đến. Hôm nay mình sẽ phải bán được nhiều tiền hơn. Mấy đống tài liệu giấy tờ này chắc chẳng cần đến đâu.
dồi ôi, tiền nhiều quá. Hợp đồng tôi chết rồi. Lâu lắm rồi chúng mình mới có ngày nghỉ với nhau nhở. À, trên phòng của anh mà có tài liệu hay giấy tờ gì không dùng đến ý thì anh để chân cầu thang nhá. Sao thế? Em vứt đi giùm anh thôi mà. Người yêu anh hôm nay lạ thế. Em là phụ nữ trong việc nhà đấy nhá. Ôi, cũng trưa rồi. Đói quá, hay là mình đi ăn gì đi. Anh cũng thấy hơi đói rồi đấy. Hôm nay mình đi ăn đồ Nhật nhá. Được không? Được. Đợi chút anh nghe điện thoại. Vâng, anh nghe sếp ạ. Sao ạ? Ngay bây giờ ạ. Vâng ạ. Thế để bây giờ em mang hợp đồng luôn qua cho sếp ạ. Vâng. Sao thế? Sếp gọi à? Ừ, sếp bắt bây giờ anh phải mang hợp đồng luôn qua. Qua luôn. Chắc là không ăn được rồi. Thôi, để ông Khanh bù cho nhá. Thề luôn ý, có mỗi ngày nghỉ không yên. Sếp của mình hãm thật sự đấy. Thôi kệ đi nhá. My ơi. Dạ. Em có thấy hợp đồng của anh để đây đâu không? Sao em biết được, hợp đồng anh cất chứ có em cất đâu. Quái lạ, không thấy nhở. Anh tìm kỹ đi. Em ơi. Anh không thấy. Anh tìm hết chỗ chưa? Rõ ràng là anh để trong tủ mà. Hợp đồng này mà mất là chết anh đấy. Trong này lại còn có cả 50 triệu. 50 triệu? Ừ. Anh có bị điên không mà kẹt tiền vào trong hợp đồng là sao? Thì anh để ở nhà em, làm gì có ai vào mà phải sợ. Mà chả hiểu sao bây giờ lại không thấy. Sao lại không thấy được? Nhà mình cũng chỉ có mỗi em với anh, có ai vào đây đâu. Chẳng nhẽ hợp đồng không cánh mà bay à? Thế ở đâu nhở? Anh tìm kỹ chưa? Anh tìm kỹ rồi. Thôi chết rồi. Sao? Hay là cái bà già kia? Bà nào? Thì sáng nay em có gọi bà già đống nát vào dọn dẹp nhà giúp mình. Hay là bà ta lục lọi thấy tiền thó mất rồi. Trời đất ơi, sao tự nhiên em đã cho người lạ vào nhà? Em dễ tin người thế à? Khổ quá, thì em nhìn thấy bà ta cũng đáng thương, hiền lành, thật thà thì em mới cho vào chứ. Bây giờ biết tìm bà ấy ở đâu? Mà bà ta cũng chỉ quanh quẩn ở mấy cái khu vực gần đây thôi. Ngày mai em sẽ tìm được bà ta, bắt bà ta nôn ra tiền. Chỉ có bà ta thôi, không có ai vào được cái nhà này hết. Ngày mai thì anh chết rồi à? Bây giờ sếp bắt phải mang hợp đồng gấp. Thì anh cứ bình tĩnh. Bình tĩnh. Có gì mình còn báo công an chứ. Bây giờ làm thế nào bây giờ? À, thì bây giờ anh sẽ giao gọi điện cho sếp rồi cò quay để mình thêm thời gian để mình tìm. Nhá. Bản giả chết tiệt. Cô đây rồi, tôi chờ mãi để chả. Im đi, bây giờ ấy, bà với tôi đi lên công an. Bà tưởng lấy trộm được số tiền lớn này của tôi là dễ, nên bây giờ quay lại để trộm tiếp đúng không? Không không, tôi không phải như thế. Tôi có lòng tự trọng của tôi. Lòng tự trọng? Cái loại buôn đống nát như bà suốt ngày cắm mặt vào bãi rác và có lòng tự trọng không? Không nói nhiều nữa, lừa đảo cho bà phải đi lên công an. Cô ấy, cô mới là người lừa đảo ấy. Cô bán cho tôi một tí giấy vụn kia. Cô nhét gạch, nhét đá vào để cho nó nặng cân. Rồi đây này, cả cái đống hồ sơ này này, tôi phải chạy lại ngay để giả cho cô đây này.
buôn đồng nát như bà ấy. Gớm, mua một bán 10 tôi còn lạc quái gì. Nói luôn nhá, tôi như thế là còn nhân từ chán đấy. Cô đưa đây. Bây giờ ấy thì bà biến đi cho khuất mắt tôi. Tránh ra. Anh, tôi còn không ngờ cô lại là hạng người như thế đấy My ạ. Sao tôi tự nhiên anh lại đi bênh bà ta đẩy em? Bà ta, đây là mẹ của tôi. Mẹ của tôi đấy, cô biết chưa? Tôi không ngờ cô lại độc ác đến như thế. Cô lại còn dám nhét gạch đá vào để lừa mẹ tôi à? Mẹ có làm sao không ạ? Đây là mẹ của anh á. Đúng. Bà ta này á. Đúng vậy. Lại buôn đồng nát. Buôn đồng nát thì đã làm sao? Chẳng nhẽ cứ lao động trên tay là cô có quyền khinh thường người khác à? À, thì ra là như thế à? Tôi mà sớm biết anh có ba mẹ buôn đồng nát như thế này, tôi cũng chả dính vào làm gì rồi. Bảo sao, 2 tháng yêu nhau anh suốt ngày đến ở nhà tôi, lại còn không cho tôi về giới thiệu gia đình nữa. Thì ra là thằng đàn ông bám váy đàn bà thôi. Tôi thật quá thất vọng với cô đấy My ạ. Cũng may là tôi chưa rước cô về làm vợ. Anh lớn miệng nhờ. Rước tôi về làm vợ á? Này, tôi nói thật nhá, tôi không có hứng thú với việc làm con dâu của bà Đồng Nát. Ok. Còn ấy, tôi nói thật, anh như thế này thì mãi là trưởng phòng quen thôi, không khá lên được đâu. Còn bây giờ ấy, làm ơn 2 mẹ con nhà anh cút khỏi mắt tôi. Biến đi. Tôi quên chưa nói cho cô biết, có bản hợp đồng này trong tay rồi, chắc chắn tôi sẽ được thăng chức làm giám đốc. Lúc đấy thì tôi có quyền đuổi việc cô rồi đúng không? Bây giờ cô nên vào nhà và nghĩ xem mình sẽ làm công việc gì tiếp theo đi. Có thể là buôn đồng nát chẳng hạn. Ừ, anh nhìn mà tôi còn là con ngu không? Trưởng phòng quen mà anh đòi leo một phát lên giám đốc không? Nếu cô không tin, cô có thể gọi điện trực tiếp cho sếp. Vậy anh thăng lên làm giám đốc thật? Đúng vậy. Anh Hùng, thật đó. Giám đốc đây anh ạ. Vậy là không có công, hai đứa mình cùng nhau cố gắng thôi. Hai đứa mình? Cô đâu tìm ai đấy? Đấy không có ai, đấy là hai đứa mình cả. Của mình thôi. Thì tôi cũng tìm nhầm người rồi. Anh, thật ra chuyện này là do em sai. Cũng chỉ là hiểu nhầm thôi mà. Thế nên em xin lỗi nhá. Bác ơi, bác cho con xin lỗi ạ. Quá muộn rồi kìa. Đấy, chúng ta đi đi ạ. Lần sau cô đừng làm những việc thất đức như thế nữa. Trời có mắt đấy cô ạ. Mẹ ơi, chúng ta đi thôi ạ.